thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy đang trở thành tâm điểm gây chú ý. Tuy nhiên, theo tờ Financial Times của Anh đưa tin vào ngày hôm qua, do cân nhắc về vấn đề an ninh của Đài Loan và tránh tái diễn tình trạng Đài Loan bị quân đội Trung Quốc bao vây tập trận như sau chuyến thăm của bà Pelosi, nên ông McCarthy và Tổng thống Thanh Văn đã đạt được thỏa thuận chung chuyển địa điểm họp mặt từ Đài Bắc sang California, thời gian là vào tháng 4 khi Tổng thống Thanh Văn có chuyến thăm đến các nước bang giao tại khu vực Trung Nam Mỹ. Đối với thông tin trên, cả hai bên Mỹ và Đài Loan đều không đưa ra bình luận nào. Quốc hội Mỹ nhấn mạnh Chủ tịch các viện có quyền quyết định gặp gỡ bất cứ ai. Ngoài ra, bản tin còn cho biết Tổng thống Thanh Văn sẽ thăm New York và California. Đặc biệt, California là khu vực bầu cử của ông McCarthy. Tổng thống Thanh Văn cũng dự tính sẽ có buổi diễn thuyết tại Thư viện Reagan. Ngoài ra, kho vũ khí của Mỹ trước đây đều được đặt tại các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines. Thế nhưng gần đây, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật ủy quyền quốc phòng cho phép quân đội Mỹ đặt kho dự trữ đạn dược tại Đài Loan. Điều này gây chú ý trong dư luận quốc tế. Vào ngày 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khu Quốc Chính chứng thực hai bên đang thảo luận vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh chỉ áp dụng trong tình huống khẩn cấp. Sau khi mở cửa biên giới, khách du lịch quốc tế đến Đài Loan bắt đầu đông trở lại. Theo kết quả khảo sát, đối với khách du lịch quốc tế, có hơn 50% du khách ngỏ ý muốn đến thăm Đài Loan, trong đó có khoảng 40% muốn đến tham quan chợ đêm tại Đài Loan. Tuy nhiên, sau đại dịch, xu hướng du lịch ngoài trời trở nên thịnh hành hơn, có khoảng 30% du khách muốn tham gia tour du lịch xanh. Ngoài ra, Đài Bắc là thành phố được du khách yêu thích nhất và số lượng khách Nhật Bản, Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn trong số du khách quốc tế muốn đến Đài Loan. 5成的这个国际旅客，他们预计2年之内会想要来台湾。那希望最快来台湾的是日本的旅客。 Theo phân tích, sở thích du lịch sau đại dịch có thêm cả xu hướng hoạt động ngoài trời, vì thế có thể thiết kế các chương trình du lịch theo chủ đề với nhiều hoạt động khác nhau để phù hợp với nhu cầu. Lễ hội, sinh thái, 购物, văn hóa, ha,这几个面向嘛。那我觉得这几个面向 Các học giả cho rằng sản phẩm của ngành du lịch Đài Loan rất có sức cạnh tranh, nhưng cần hoàn thiện hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu của du khách và các biểu ngữ chỉ dẫn bằng tiếng Anh cũng nên rõ ràng hơn. Trước đây, 70% du khách đến Đài Loan đều dưới hình thức du lịch tự do. Học giả đề xuất chính phủ nên tích hợp hệ thống du lịch thông minh để du lịch tự do có thể tiện lợi hơn. Theo thống kê của Bộ Nội chính, Đài Loan sắp đón làn sóng nghỉ hưu lớn nhất trong lịch sử, ước tính có khoảng 3,78 triệu người sẽ lần lượt bước vào tuổi nghỉ hưu. Thế nhưng số người đến độ tuổi lao động trong 10 năm nay chỉ ở mức 1,81 triệu người, con số chênh lệch khoảng 2 triệu người. Trong tương lai, không chỉ số người ở độ tuổi lao động giảm mà số người nghỉ hưu tăng cũng sẽ tác động đến tốc độ giảm của quỹ bảo hiểm lao động. Tốc độ già hóa dân số tiếp tục tăng trong khi tình trạng tỷ lệ sinh thấp kéo dài. Năm 2022 chỉ khoảng 140.000 người, mức thấp nhất trong lịch sử. Theo thống kê của Bộ Lao động, đến cuối tháng 1 năm nay, tỷ lệ người trên 65 tuổi tham gia lao động tại Đài Loan chỉ ở mức 9,76%, thấp hơn nhiều so với Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản. 我们的生育率是全世界最低，我们的人口老化的速度是全世界最快。那在这样情况之下，未来势必一定会产生劳动力短缺的这个问题。 Đoàn thể lao động cho rằng những giải pháp bao gồm đào tạo nghề cho người trung cao tuổi, mau chóng giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp hoặc thông qua chính sách di dân để thu hút nguồn nhân lực đều có thể giúp hạ nhiệt vấn đề khác lao động và đó cũng là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của chính phủ. Theo kết quả dự báo thời tiết từ tháng 3 đến tháng 5 do Cục Khí tượng công bố, trong 3 tháng tới đây, nhiệt độ sẽ duy trì ở mức ổn định và ấm dần lên, tỷ lệ mưa thấp. Trong năm ngoái, lượng mưa của cả khu vực Nam Bộ chưa đến 40% so với mức trung bình của những năm trước. Hiện đang bước vào mùa khô, thời tiết khu vực Nam Bộ nắng nóng khiến rơi vào tình trạng thiếu nước, e rằng phải đợi đến tháng 5 khi mùa mưa xuân bắt đầu thì mới có thể thuyên giảm. Đối mặt với cơn hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm nay, tỷ lệ tích trữ nước tại các hồ chứa ở Trung Nam Bộ đang tiếp tục xuống thấp. Hiện tỷ lệ tích trữ nước tại hồ U Sơ là 22,5%, Tân Quỳnh là 18,2% và hồ Bãi Hở là 20,9%. Kể từ ngày 1 tháng 3, tình hình cung cấp nước tại Đài Nam đã được điều chỉnh sang mức đèn màu cam, tức giảm lượng cung cấp nước. Các hồ sử dụng nước trên 1.000 độ mỗi tháng đều phải tiết kiệm 10% lượng nước sử dụng. Hiện đang cố gắng bình ổn lượng cung cấp nước tại Đài Nam và Cao Hùng. Trước cuối tháng 4 sẽ chưa áp dụng giải pháp cấp nước theo khu.